Ba vị trí đặt lục bình hồ lô giúp gia chủ hái tài hái lộc. Trong phong thủy, lục bình nói chung và lục bình hồ lô nói riêng là vật phẩm dùng để chiêu tài lộc và giữ tài lộc cho gia chủ. Khi trưng bày, có ba vị trí đặc biệt sẽ giúp gia chủ an khang, thịnh vượng, sung túc, giải phóng tối đa năng lượng tích cực của lục bình. Thứ nhất, đặt tại phòng khách. Lục bình đặt ngay tại phòng khách, tại hai bên kệ tivi hoặc hai bên hông của cửa chính. Thứ hai, đặt tại quầy tiếp tân thu ngân. Không phải ngẫu nhiên người ta thường đặt cặp lục bình gần quầy thu ngân. Lục bình phong thủy giúp cho tiền tài của đơn vị luôn dồi dào và cũng là vật phẩm trang trí tuyệt đẹp. Thứ ba, chính là đặt tại phòng thờ. Đặt hai bên bàn thờ tổ tiên hoặc ngay hai bên hông của cửa vào phòng thờ sẽ giúp phòng thờ nhìn thêm phần uy nghi trang trọng. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn về các vật phẩm phong thủy.